Bạn Ngựa Hoàng Anh Tiến xin kính chào toàn thể các bác ạ. Đấy, buổi chiều muộn của ngày mùng 5 tháng 11 năm 2021 rồi. Nhưng mà em Hồng phải quay và giới thiệu đến các bác một em siêu phẩm vừa mới được dinh từ dàn máy xẻ đường sau lại đường trước. Đấy. Thì em Hồng phải khẩn trương và nhanh chóng quay để giới thiệu đến toàn thể các bác luôn ạ. Một tấm hương cực kỳ là VIP luôn. Chun này thì phải gọi là đỉnh của đẳng cấp luôn rồi các bác. Em sẽ đi một vòng cho các bác có thể là chiêm ngưỡng được tất cả các cái vẻ đẹp, từng góc cạnh của em nó. Đấy, rất là VIP, rất là dài luôn. Thì như video trước em có giới thiệu đến toàn thể các bác đấy ạ, là hiện nay bên công ty kéo về một cây hương dài 11m60 và đỡ xẻ được 2 mạch. Và mạch này là mạch thứ 3. Mạch này là mạch thứ 3 xẻ cho anh khách VIP ở Phú Quốc. Đấy. Anh khách ở Phú Quốc, anh đã mua bên công ty và lần này anh quay lại ủng hộ bên công ty lần thứ 3 các bác nhé. Lần này là lần 3 anh ủng hộ công ty ạ. Đấy. Đây là đang chờ để anh vào anh xem hàng. Thì hàng về bên công ty cũng khá là nhiều, những cái cây dài 4m, 5m nhưng mà anh không thích, anh lại thích hàng dài cơ các bác ạ. Đấy. To nhưng mà phải dài. Đấy. Rộng nhưng mà phải dài các bác ạ. Rộng dài đấy thì bên em có cập bến về những các cái cây vanh cực kỳ là lớn nhưng mà bác chưa ưng lắm về kích thước chiều dài. Nên là ngày hôm nay có xẻ, bác thấy có đang xẻ, anh thấy đang xẻ cái cây mưa dài 11m60 thì thực sự mà nói là kích thước là vừa ưng ý với anh luôn. Đấy. Nên là anh đang đặt một tấm, đang chờ anh vào để chốt tấm này các bác nhá. Anh đại gia Phú Quốc đang quay lại ủng hộ công ty lần 3. Các bác nhìn thấy phân chun như nào ạ? Cái này là đang nguyên bản phần thô nhá. Nguyên bản phần thô và chưa được xử lý một cái gì đâu ạ. Xẻ xong là bên em dinh luôn lại đằng trước. Đấy. Hàng chưa qua xử lý. Chất lượng này, chất lượng và uy tín nằm trên từng vân cổ các bác nhá. Các bác nhìn thấy vân chun chưa ạ? Thực sự mà nói là em quay video nhưng mà em đang tưởng tượng là em lạc vào cái rừng hoa đấy các bác. Em quay video để gửi đến toàn thể các bác mà em nhìn trong màn hình thì em đang tưởng tượng là em lạc vào rừng hoa luôn các bác ạ. Không tin nổi vào mắt mình. Chắc là nhiều bác xem video thì chắc chắn là chưa nhìn thấy những cây gỗ mà nó có cái vân mà nó đẳng cấp, mà nó như này phải không ạ? Vân nó VIP như này phải không ạ? Thì tấm hương này có kích thước như sau, có chiều dài là 11m60 và độ dày chính xác là 25,5cm nhá. Nếu mà hoàn thiện là 25 chuẩn. Đấy. Thì đầu ngọn có chiều rộng là 2m25 rồi các bác ạ. Đầu ngọn mà rộng 2m25 rồi. Tiếp theo đấy là đoạn giữa có chiều rộng là 2m33 và đầu gốc có chiều rộng là 2m34. Rất là VIP luôn. Hiện nay bên công ty Hoàng Anh Tiến đang tiến hành xẻ những các cái tấm tiếp theo, những các cái mạch cưa tiếp theo. Nên là bác nào có nhu cầu hàng khủng, hàng VIP, hàng dài, hàng to thì hãy nhanh tay liên hệ đến gỗ Hoàng Anh Tiến để được đặt hàng trực tiếp nhé. Các bác có thể liên hệ để đặt hàng trực tiếp trên dàn máy xẻ luôn ạ. Đây. Đấy, hai đầu quá lần nạc, không một tí vết. Đấy, tiếp theo thì em sẽ quay mặt dưới cho toàn thể các bác cùng xem. Mặt dưới này đầu gốc có chiều rộng là 2m28. Đầu gốc mà đã rộng 2m28 rồi các bác ạ. Đoạn giữa là rộng 2m21. Và đoạn ngọn có chiều rộng là 2m01 các bác ạ. 2m01 nhá. Chun thì cực kỳ là VIP luôn rồi. Nói thật là các bác, là các bác xem video thì các bác nhìn là các bác biết thôi, em cũng không gọi là không trình bày và không giới thiệu nhiều. Đấy, tại vì là chun vân chun thì các bác nhìn thấy nhá. Hôm trước có kéo về cái hương này thì em bảo là thân xoắn thì chun cực kỳ là VIP luôn. Đấy. Thì như lời em nói thì là xác suất rất là cao.
xẻ ra thì chun nu thì quá là đỉnh luôn rồi. Thứ nhất, thứ hai nữa là màu gỗ của nó thì nó đỏ đỏ thôi là nhìn là đủ thích luôn rồi các bác ạ. Em chỉ cần nhìn xẻ ra mà màu gỗ nó đỏ thôi là em thích rồi, nhìn là em ưng ngay rồi. Đấy, huống gì Vân chun ở thì là quá là đẳng cấp. Hàng này thì các bác chỉ có gật đầu thôi. Đấy, thế là bác nào có đang theo dõi trên các kênh YouTube ở bên công ty, đang theo dõi trên kênh YouTube Phản Gờ Lớn ở bên công ty Hoàng Anh Tiến, thì các bác nhấn cho em xin một nút đăng ký kênh và nhấn cho em xin một nút like nhá. Đấy, các bác cho em xin ý kiến luôn là cái tấm này, cái độ vân chun và chất liệu gỗ của nó như thế nào luôn nhá. Thì hiện tại thì cây hương dài 11m60 bên em mới xẻ được tấm này là mạch thứ 3 thôi, đang còn hơn nửa cây. Đấy, tấm này thì hiện tại là của anh khách đại gia Phú Quốc rồi. Đấy, đây là bác nào có nhu cầu nguyên tấm nguyên khối như thế này, dài như này, hoặc là ngắn hơn khoảng 3m, 3m2, hoặc là 4m, 5m, 6m, đấy là tùy theo các bác nhá. Bên em vẫn nhận đặt hàng, đặt hàng luôn trên dàn máy xẻ. Đấy, sau khi xẻ xong bên em xẻ cắt cho các bác luôn. Còn không nhất thiết là bên em phải bán những nguyên tấm dài như thế này đâu. Đấy, còn phải phụ thuộc vào không gian của nhà các bác này, phải không ạ? Đấy, cho nên là bên em là có bán theo kích thước, theo không gian của nhà các bác nhá. Nên là bác nào có nhu cầu thì hãy nhanh tay liên hệ đến gỗ Hoàng Anh Tiến theo các số điện thoại sau: 0931392777 hoặc 0977999000. Hoặc quý khách hàng có thể đến tại cơ sở chính của bên công ty, đấy là cơ sở 2, đường tránh thành phố cầu Sông Tàu, Hoàng Cát, Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Phản Ngựa Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn.